Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. Tiến hành cuộc tấn công mới vào Lugansk, Nga sắp tung đòn bất ngờ. Lãnh đạo DPR nói Ukraine đang đối sức trong cuộc phản công. Tổng thống Ukraine Zelensky thăm quân đội ở tiền tuyến Ukraine. Độc lạ thiết bị giả phá bom mìn tự chế của Ukraine. Phản công gặp khó, Ukraine có thể tiến hành cuộc tấn công tiếp theo. Bây giờ là tin chi tiết. Trong khi cuộc tấn công mới này có quy mô nhỏ hơn nhiều chiến dịch mùa đông của Moscow, thì Nga đã đạt được một số tiến triển và đang tấn công vào thành phố Kupiansk. Cuộc tiến công của Nga có thể gây sức ép cho Ukraine và khiến Kiev phải phân tâm. Bất kỳ thành công nào đều có thể khắc họa sự đối lập với cuộc phản công tiến triển chậm của Ukraine ở khu vực Zaporizhia. Mark Kansian, một cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, đặt câu hỏi về khả năng tiến công của Nga. Dù vậy, ông cho rằng nếu điều đó thực sự xảy ra, đây sẽ là cú đánh mạnh vào Ukraine trong thời điểm cam go này. Đây là điều cần chú ý, nếu Nga đạt được tiến triển, đó thực sự là cú đánh lớn. Chuyên gia này đánh giá, đồng thời cho biết cuộc phản công của Ukraine sẽ bị ảnh hưởng nếu Nga giành được Lugansk. Theo ông, nếu Nga có thể làm điều đó vào thời điểm này, khi cuộc phản công của Ukraine vẫn tập trung ở khu vực phòng thủ, đó sẽ là một thất bại lớn với Kiev và làm nản lòng phương Tây. Hiện nay, Nga tập trung vào phòng thủ trước cuộc phản công của Ukraine. Tuy nhiên, Nga chưa hoàn toàn dừng tấn công khi vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự hạn chế dọc tiền tuyến trải dài gần 1.000 km ở phía đông. Nga đã đạt được tiến triển nhanh chóng vào tuần trước theo hướng Kupiansk, một thành phố ở Kharkov nằm ngay dưới Lugansk. Việc giành được nó sẽ thúc đẩy quyền kiểm soát của Nga tại khu vực này. Các quan chức Ukraine xác nhận giao tranh đang leo thang gần Kupiansk và họ phải di chuyển lực lượng để bảo vệ nó. Nga cũng đang di chuyển từ Kremina ở Lugansk tới thành phố Liman ở khu vực Donetsk. Liman nằm ở phía nam Kupiansk là mục tiêu chính của Nga để củng cố quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía đông. Một giáo sư nghiên cứu chiến tranh tại Đại học California, San Diego cho biết, thành công của Nga ở Lugansk sẽ không thay đổi đáng kể tình hình chiến trường. Ông nhận định, cuộc tiến công vào Kupiansk rõ ràng được tiến hành nhằm phá vỡ chiến dịch tấn công của Ukraine. Mục tiêu của nỗ lực này là đe dọa Ukraine với một bước tiến đột phá để khiến Kiev phải rút khỏi phía nam. Tất cả những hành động chiến lược đều diễn ra ở phía nam, đây là khu vực Nga quan tâm. Họ quan tâm đến việc bảo vệ Crimea cũng như hành lang trên đất liền và việc tiếp cận Biển Đen. Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng Denis Pushilin cho rằng cuộc phản công đang diễn ra nhưng Ukraine nhanh chóng đuối sức, trong khi khả năng sẵn sàng chiến đấu của Nga đang ở mức độ hoàn toàn khác. Tôi sẽ không gọi các hoạt động quân sự hiện nay của Ukraine là một cuộc phản công thứ hai nếu so với những gì chúng ta từng chứng kiến trong đợt phản công đầu tiên. Chiến dịch trên vẫn đang diễn ra nhưng nhanh chóng đuối sức. Vẫn còn một vài điểm nóng dọc tiền tuyến, nhưng khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Nga đã ở mức độ hoàn toàn khác so với cách đây 6 tháng, chứ chưa nói tới là cách đây 1 năm. Ông Pushilin nói khi được hỏi về đợt phản công lần thứ hai của Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đang đối mặt với tổn thất nặng nề khi cố gắng xuyên thủng các lớp phòng tuyến kiên cố của Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh quân đội Ukraine đã không đạt được bất kỳ thành công nào tại bất kỳ khu vực nào. Dù vậy, ngày 14 tháng 8, Ukraine cho biết giao tranh dữ dội diễn ra dọc chiến tuyến và nước này đã đạt được một vài thành công trong việc đẩy lùi quân đội Nga tại một khu vực ở Đông Nam, nơi Kiev đang cố gắng giành lại lãnh thổ do Moscow kiểm soát. Mặc dù tuyên bố đạt được một vài thành quả sau khi tiến hành chiến dịch phản công vào đầu tháng 6, nhưng giới chức Ukraine thừa nhận tiến triển chậm hơn mong đợi và bị cản trở bởi phòng tuyến kiên cố của Nga, trong đó có các bãi mìn dày đặc, những pháo đài kiên cố ở các cao điểm quan trọng cũng như các hệ thống pháo và súng cối. Ngày 14 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm các binh sĩ tại trụ sở lữ đoàn tại khu vực tiền tuyến Donetsk ở phía đông Ukraine. Theo hãng tin Reuters, ông Zelensky đã gặp gỡ một số đơn vị, bao gồm lữ đoàn xung kích số 5 và số 3, tham gia các cuộc tấn công ở khu vực tiền tuyến đối diện Soledar, thị trấn do Nga nắm quyền kiểm soát ở phía bắc Bakhmut. Video đăng tải trên các kênh truyền thông xã hội của Tổng thống Ukraine cho thấy, Tổng thống và trợ lý hàng đầu của ông nói chuyện với những người lính trong một căn phòng. Vào tuần trước, quân đội Nga tấn công sở chỉ huy của Ukraine tại Donetsk. Theo báo cáo, trong khu định cư Pokhov của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, sở chỉ huy nhóm chiến đấu phối hợp của Ukraine đã bị nhắm trúng. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine phủ nhận việc có các đơn vị quân đội đóng tại đây. Hiện nay, Nga tập trung vào phòng thủ trước cuộc phản công của Ukraine. Nga đã đạt được tiến triển nhanh chóng vào tuần trước theo hướng Kupiansk, một thành phố ở Kharkov nằm ngay dưới Lugansk. Việc giành được nó sẽ thúc đẩy quyền kiểm soát của Nga tại khu vực này.
các tình nguyện viên Ukraine đang hợp tác với quân đội nước này để cải tiến một máy xúc thông thường thành một cỗ máy giả phá bom mìn hiệu quả đã được đưa vào thử nghiệm vừa qua. Các tình nguyện viên Ukraine đang hợp tác với quân đội nước này để cải tiến một máy xúc thông thường thành một cỗ máy giả phá bom mìn hiệu quả đã được đưa vào thử nghiệm cuối tuần qua. Ukraine cho biết cỗ máy này có khả năng kích nổ hoặc vô hiệu hóa tất cả các loại bom mìn. Trong bối cảnh Ukraine có rất ít phương tiện giả phá bom mìn hiện đại, nhóm tình nguyện viên đã phát triển cỗ máy này theo cách tương tự như cách xe tăng M4 Sherman trong Thế chiến 2 được nâng cấp. Phát biểu tại một bãi thử nghiệm gần thành phố công nghiệp phía Nam, Kriviri, kỹ sư Vitali, 50 tuổi, cho biết ông hoàn toàn tin tưởng chiếc máy xúc được gắn thiết bị đặc biệt có tấm chắn bọc thép sẽ phá hủy tất cả các loại mìn trên đường đi. Theo ông Vitali, các kỹ sư đã gắn thêm xích quanh trục quay của máy. Thiết bị gỡ mìn nhờ các dây xích này khi nó quay có thể tạo ra tác động va chạm tương đương vụ va chạm với vật thể nặng 1 tấn. Bất cứ quả mìn nào, dù là mìn chống tăng hay chống bộ binh đều sẽ phát nổ. Ngoài ra, chúng được gắn thêm lưỡi ủi để cày dưới đất. Chuyên gia rà phá bom mìn Volodymyr Ozorian của Ukraine cho biết, chúng tôi đã thử nghiệm thiết bị này đối với mìn chống bộ binh OZM-72, còn được gọi là mìn phù thủy. Dây xích này rất nặng và dày, vì thế nó sẽ không bỏ sót một quả mìn nào. Căn cứ vào đường kính của kíp nổ trên mìn chống tăng và mìn chống bộ binh, chúng tôi cho rằng thiết bị có khả năng phá hủy 100% các loại mìn. Sau mỗi lần kích nổ mìn, người điều khiển phương tiện cần phải dừng lại để kiểm tra dây xích hoặc lưỡi ủi. Những thiết bị này cần phải được thay thế nếu bị hỏng. Theo chuyên gia Ozorian, đội thử nghiệm vẫn phải kiểm tra xem cabin lái bọc thép có chịu được sức ép của một vụ nổ lớn hay không. Giới quan sát cho rằng, thậm chí khi không đạt được đột phá vào mùa hè này, Ukraine vẫn có thể tiếp tục chiến đấu trong mùa đông và nhiều khả năng sẽ bắt đầu một chiến dịch mới vào mùa xuân tới khi các điều kiện đã chín muồi. Chiến dịch hiện nay của Ukraine nhằm giành lại các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát có thể phải kéo dài nhiều tháng. Nhiều chiến lược gia quân sự và nhà hoạch định chính sách phương Tây bắt đầu suy nghĩ về cuộc tấn công mùa xuân tiếp theo. Sự di chuyển này phản ánh một thực tế rõ ràng, đó là ngoại trừ việc đạt được đột phá lớn, nếu không thì cuộc xung đột ở Ukraine sẽ còn kéo dài. Trước cuộc phản công hiện nay, nhiều ý kiến lạc quan cho rằng quân đội Ukraine có thể lặp lại thành công vào năm ngoái khi nước này tuyên bố đẩy lùi quân đội Nga và giành lại nhiều vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, những nỗ lực lần này của Kiev sử dụng xe tăng và xe bọc thép phương Tây để xuyên thủng phòng tuyến Nga đã chứng lại. Một cuộc tấn công mới có thể sớm diễn ra, nhưng giới lãnh đạo quân sự và các nhà hoạch định chính sách phương Tây đang đau đầu với câu hỏi liệu Ukraine có thể đạt được kết quả gì trong những tháng tới và làm thế nào để chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài. Ukraine và phương Tây còn có một mối lo ngại thường trực là dư luận sẽ coi cuộc xung đột hiện nay đang trong tình trạng xa lầy và không còn mặn mà với việc hỗ trợ Ukraine. Mục tiêu hiện nay của Ukraine là đạt được thành quả đủ để cho người dân Ukraine và phương Tây thấy rằng sự ủng hộ của họ đã không bị đặt sai chỗ và nên tiếp tục. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva vào tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng sự ủng hộ của Mỹ sẽ không thay đổi. Mỹ, Nhật Bản và các nước NATO khác cam kết sẽ cung cấp các kế hoạch an ninh dài hạn cho Ukraine. Lầu Năm Góc tiếp tục hỗ trợ Ukraine các vũ khí tiên tiến, gần đây nhất là đạn chùm có tính sát thương cao, trong khi các nước phương Tây cũng đang tăng độ sát thương của những vũ khí mà họ cung cấp, chẳng hạn như tên lửa hành trình phóng từ trên không. Dù vậy, các nhà lãnh đạo quân sự cảnh báo thành quả tương đối nhanh chóng của Ukraine đạt được vào năm ngoái sẽ không lặp lại dễ dàng. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã nhiều lần dội nước lạnh vào ý tưởng Ukraine có thể nhanh chóng chia cắt hành lang đất liền dọc đông nam Ukraine hoặc cô lập bán đảo Crimea. Sự thận trọng này cũng đang dần lan rộng trong Nhà Trắng khi Ivo Diander, cựu đại sứ Mỹ tại NATO dưới thời Tổng thống Barack Obama, cho rằng Ukraine sẽ rất khó giành lại tất cả các vùng lãnh thổ trong thời gian ngắn. Các quan chức phương Tây hy vọng bước đột phá đáng kể của Ukraine sẽ gây tổn thất cho các lực lượng Nga đến mức sẽ đưa Tổng thống Vladimir Putin vào bàn đàm phán trong mùa đông này. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao nhận định triển vọng này dường như rất mong manh. Thay vào đó, Nga đang củng cố các phòng tuyến ở Ukraine, bổ sung binh lính, tăng cường đạn dược và vũ khí. Trong khi đó, phương Tây thúc đẩy ngành công nghiệp quân sự, làm dấy lên nguy cơ của một cuộc xung đột kéo dài.
Cuộc xung đột này có thể giống như chiến tranh Triều Tiên với những diễn biến nhanh chóng trên chiến tuyến vào những tháng đầu và sau đó sẽ ngừng trệ. Sẽ mất một vài năm để cả hai bên nhận ra điều đó. Dmitry Goenbrod, một chuyên gia về Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân, nêu quan điểm. Những ví dụ khác cho tương lai của Ukraine mà các chiến lược gia chỉ ra có thể bao gồm kịch bản như ở Trung Đông, nơi mà Israel xung đột với Palestine và các nước Ả Rập láng giềng sau khi nhà nước Do Thái này thành lập năm 1948, hoặc như kịch bản Bắc Ireland. Giới quan sát cho rằng, thậm chí cả khi không đạt được đột phá vào mùa hè này, Ukraine vẫn có thể tiếp tục chiến đấu trong mùa đông. Mưa và tuyết có lẽ sẽ làm chậm chiến dịch sử dụng những phương tiện hạng nặng như xe tăng, nhưng các lực lượng của Ukraine đã cho thấy họ hoạt động hiệu quả hơn với các đơn vị nhỏ và sử dụng những phương tiện nhẹ hơn. Ukraine chỉ sử dụng một phần trong số các binh lính được đào tạo tốt nhất cho cuộc phản công và chỉ vài nghìn trong số 60.000 binh lính Ukraine được NATO huấn luyện đã tập trận trong các chiến dịch phối hợp. Qua thời gian, số lượng binh lính và chỉ huy Ukraine nhận được sự hỗ trợ tiên tiến từ phương Tây sẽ tăng lên. Sự huấn luyện này sẽ giúp các phương tiện phương Tây được sử dụng tốt hơn. Những nỗ lực của Ukraine nhằm tận dụng xe tăng châu Âu và xe chở quân nhân của Mỹ không thu về thành quả đáng kể trong chiến dịch vừa qua, nhưng vào mùa xuân tới, Ukraine sẽ vừa có các trang thiết bị phương Tây, vừa có các binh lính thành thạo các kỹ năng. Vào giữa năm tới, Ukraine có thể sẽ nhận được tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Sức ép cũng gia tăng với Mỹ và Đức về việc cung cấp các tên lửa tầm xa Atlas và Taurus. Cơ hội lớn xoay quanh việc hỗ trợ tiêm kích F-16 cho Ukraine là Mỹ sẽ trang bị cho chúng loại vũ khí nào. Nga sở hữu các hệ thống phòng không có thể nhắm trúng máy bay, làm dấy lên mối lo ngại ở Mỹ rằng các chiến đấu cơ của Ukraine sẽ bị bắn hạ. Việc trang bị cho chúng các loại bom dẫn đường chính xác như GSW và Pavelway có thể giúp F-16 duy trì khoảng cách an toàn hơn trên tiền tuyến. Các nhà quan sát dự đoán phương Tây cuối cùng sẽ hỗ trợ Ukraine các thiết bị tiên tiến như UAV hiện đại có khả năng tấn công trên không. Đầu năm nay, nhà sản xuất vũ khí Mỹ General Atomics đã cung cấp cho Ukraine hai UAV Raptor MQ-9. Loại máy bay không người lái này có thể mang cả bom Pavelway và tên lửa Hellfire. Hiện nay, trở ngại mà Ukraine phải đối mặt ngoài thời tiết còn có nguy cơ sụt giảm nguồn cung vũ khí và trang thiết bị từ phương Tây, cùng với các vấn đề bảo trì. Ngoài ra, Nga vẫn tiếp tục tăng cường phòng tuyến, trong đó lắp đặt thêm các bãi mìn mới tại một số khu vực mà Ukraine đã dọn sạch. Nhiều chính trị gia đánh giá cuộc xung đột ở Ukraine với thái độ thận trọng, đặc biệt là khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 năm sau. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, đã cho thấy lập trường khắt khe hơn với việc hỗ trợ cho Ukraine. Mối lo ngại sự ủng hộ này sẽ phai nhạt nếu ông Trump quay lại Nhà Trắng đã gia tăng sức ép lên Ukraine và các nước ủng hộ Ukraine để đạt được những thành quả đáng kể trong chiến dịch tiếp theo nếu họ không thể thực hiện được điều đó trong năm nay. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.